Đấy thì 200 nghìn đấy thì mình bàn giao lại cho chủ tịch xã nha. Hello, xin chào mấy mọi người ha. Xin chào mọi người ơi. Hello. À, giới thiệu, tự giới thiệu á. Xin chào mọi người. Giới thiệu á. Giới thiệu. Mình tên là Kim Ngân. À, Kim Ngân rồi, tên Kim Ngân rồi, đen Túc Lan tên gì rồi. Thôi bây giờ mời mọi người đi đi ra vườn hả. Đây có chị này ra mua trái này, để coi trái này chị dài dài chân này chị ăn được chưa. Hồi bữa cái lúc mà chị hỏi đó là chị hái luôn vừa là hôm đó là nhiều thì nó cứ bao nhiêu tầm tầm đó không à, trái khác cũng vậy chị. Ừ nó được rồi đó, được rồi. Chết chết rồi, em không có mang dao nữa chứ, bẻ vậy được không? Không, già đâu có bẻ được đâu. Không mà hái sao mà chị ăn lại được thôi, đâu cần đâu. Cái Còn này chín rồi. được rồi, cái này được rồi đó. Ra coi ngoài ngoài kia còn trái nào không? Trái này mấy ký, có chắc được 2 ký mấy á. Nói chung già rồi nhưng mà hôm qua hái sợ sợ người ta không có mua á. Hôm qua em lựa mấy trái rồi chừa lại mấy trái mà nó vàng ít. Dạ có, còn non chị. Có mấy quả đây. Bữa nay tính đi review cái này xong cái báo cáo thành quả ngày hôm qua. Mà tiện chị tới là rồi thôi quay luôn. Đây trái này. Đây, cái này chị ăn được chưa? Nó hơi xanh xanh tí. Chị. Này vàng này. Đây nè. Thấy luôn hả? Ây da. Ôi chết chết. Đây. Thôi được 2 quả rồi. Hái nữa không? Tìm nữa không? Còn cái cảnh mà trồng mới khổ nhất. Cái này hôm qua chưa vàng lắm mà để lại đó nè, xong là dứt cái nó rồi đó. Hái luôn không? Hai trái hả? Không, không. Trái nhiều này lắm. Mấy năm trước là ở cái đoạn này chưa có trái mấy. Đúng rồi, cái này năm năm nay nó mới lên. Mà cái đoạn này trái nó tầm 1 ký rồi, dưới 1 ký không à. Còn ở dưới kia là quả năm, một quả 5 ký vậy chị. To kinh khủng. Mấy người mấy chị ở dưới Hòa Sơn kia mua xong cái hồi là chắc làm sinh tố gì gì á, trái cây đồ xay đồ á, cứ đem có người lấy 20 ký, có người lấy 10 ký. Tình hình bữa nay là hái được 2 quả đó mọi người. Tí nữa mình sẽ báo cáo thành quả ngày hôm qua mình bán thơm ha. Đây mọi người ha, là mình xin báo cáo hôm qua mình bán thơm này được 200 nghìn này. À, mình xin báo cáo các đồng chí như vậy ha. Đấy. Hôm qua là do tối quá là mình không kịp quay cái mình bán như thế nào ha, cho nên là mình cũng có clip mà ngắn cho mọi người xem á, thì mình xin báo cáo các đồng chí là mình được 200 nghìn ha. Đấy thì 200 nghìn đấy thì mình bàn giao lại cho chủ tịch xã nha. Đấy đây, và mình sẽ giao tận tay cho chủ tịch xã. Đó, cầm Dạ đi đó. Đấy mọi người ha, thì clip hôm nay thì như thế thôi. Đấy thì sẵn tiện có cái chị gì tới mua cái hồi mình đang quay là mình quay luôn, rồi mình báo cáo cái tình hình ngày hôm qua. Đấy là tổng kết ngày hôm qua mình được như vậy ha. Để đồng chí vui vẻ hoan hỷ ha, xem clip vui vẻ. Bye bye.